Bữa nay em đi học nhà thờ. Em đi học nhà thờ rồi học gì? Em học được cái gì? Wow, bữa nay em được cái đó nữa hả? Sticker. Em học cái gì mà em được cái đó vậy? Em vẽ này. Em vẽ cái đó là cái gì? Xin chào các bạn nha. Bữa nay là ngày thứ hai mình dẫn con đi học một trên trường mẫu giáo. Thật ra là nó học ngày đầu, không phải là học mà là giống như kiểu mà đi thử lớp vậy đó. Hồi thứ ba tuần rồi là đi học một ngày, rồi bữa nay thứ ba tuần này là đi học một ngày. Để cái này là mỗi một ngày vậy đó, thì chỉ học có một tiếng đồng hồ thôi. Rồi sau bắt đầu qua sang năm, tới ngày 28 tháng 1 là bắt đầu là vô học luôn. Thì học ở đây nó chia ra làm bốn kỳ học cho mỗi năm. Học kỳ thứ nhất, học kỳ thứ hai, học kỳ thứ ba, học kỳ thứ tư. Thì một năm nó chia ra làm 4 lần. Thì mỗi lần như vậy đó thì cách nhau nghỉ cho 2 tuần kêu là nghỉ hè, chứ không có giống như ở Việt Nam là nghỉ hè suốt luôn là một lúc là 3 tháng dài, mà là ở đây là chỉ là nghỉ học cho mỗi một học kỳ 3 tháng thì là nghỉ chỉ có 2 tuần rồi sau đó bắt đầu học lại. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ là con mình đi học trường mẫu giáo đầu tiên thì nó ở đây học nó tốn kém như thế nào thì mình muốn chia sẻ. Thì đây, ở đây là phải bữa nay mình mới đi mua, thật ra còn 2-3 tháng nữa thì em mới đi vô học, nhưng mà ở đây người ta bán trước để là mình chuẩn bị từ từ đó, chứ mình không có chờ tới ngày đó. Thì là đi học ở đây đó là phải cần hai cái nón, tại em học trường đạo nên thành thử ra uniform cái gì cũng là của trường đạo hết. Đây cái giỏ đi học của em đây đó. Cái giỏ đi học là như thế này đây. Rồi hai cái nón, mình quên nón. Hai cái nón này với lại cái giỏ này là hết 6 triệu đồng nha. 6 triệu đồng á. Và cái trường học của em ở đây thì nói là ngay đồ mà đồng phục của em ở đây nói là ngay nó là khá là mắc ha. Mình là con mình là con gái, thì bên đây nó có là con trai, rồi bên đây là con gái. Thì là những thứ mà mình cần mua cho con mình thì mình có đánh dấu đây, đó là những thứ mà mình mua cho con mình. Thì là để mình cộng lại coi nó là bao nhiêu tiền nha. Giống như cái áo mà để bận cho summer, cho mùa hè là hết 55 đồng. Rồi cái áo đồng phục cho mùa đông thì là 62 đồng. Rồi cái áo tay dài là 28 đồng. Rồi tới cái nơ đeo cổ là 10 đồng. Rồi ba đôi vớ trắng 15 đồng. Rồi ba cái vớ mà vớ dài màu rây thì là hết 13 đồng. Rồi cái ở dưới là thêm một cái áo khoác là hết 38 đồng, và thêm một cái áo jacket nữa, thêm một cái jumper nữa, cái áo mà chồng vô cổ nó đó cũng là cái áo mùa đông, thì thêm 33 đồng nữa. Thì là đâu để tổng cộng coi nó là bao nhiêu nha. Thì coi như là đồ đồng phục của em là coi như là hết 345 đồng 50 sen rồi đó. Đó là chỉ là mới có đồ đồng phục thôi, mà cũng là coi như là cái giá thấp nhất á, là coi như là mình tính đó là coi như là mua chỉ mới có mỗi thứ một thôi, chứ thật ra có những cái giống như mấy cái áo
là em phải cần mua tới hai cái để lần đôi khi dơ để lần giặt thay đổi nữa. Nên cái giá này là coi như là cái giá mà tiền mà đồng phục cho em không có là 314 đồng 50 sen, là chi coi như là tiết kiệm nhất. Chứ thật ra là mình phải mua thêm có những thứ, chẳng hạn như vớ nâu, vớ trắng mình phải mua dư cho em nè ha. Rồi cái mấy cái áo mà em bận học mỗi ngày á, như áo khoác thì không sao, áo khoác thì mình chỉ cần khoác lên em chỉ đi học rồi xong rồi tới đó em trở ra thì mình chỉ cần một cái mùa đông cái mùa hè thì không sao, hai màu nó không sao. Nhưng mà mấy cái áo trong của em á, là mình phải cần có những cái mình phải cần hai hoặc là ba vòng hờ bữa nào em đi học chơi nó bị dơ hay bị ướt này kia kia nọ. Vì vậy nên ở đây mình muốn nói là cái tiền mà học cái tiền uniform không á thì nó đã là bao nhiêu đó rồi đó. Thì mình nghĩ là từ cái trường mà công giáo hoặc là trường tư thì cũng xê xích cũng không có bao nhiêu, thì có thể là rẻ hơn một chút xíu. Còn về học phí á thì mình sẽ để một cái video khác mình sẽ nói. Với là cái mình người nhớ không lầm là một cái video trước mình cũng có nói sơ qua rồi. Thì là trường ở đây là giống như trường đạo thì là được chính phủ tài trợ phần nửa thôi, phần nửa thì mình đóng thì một năm là mấy ngàn, ăn thua là từ cái lớp nhỏ cho tới cái lớp lớn, lớp càng lớn thì học nó càng mắc. Rồi tới một cái trường nữa thì là trường tư thì hoàn toàn tư luôn, thì coi như là chính phủ không có tài trợ gì hết, thì là khoảng một năm khoảng chừng mười mấy ngàn một năm. Còn cái trường mà cứ là trường công á thì là hoàn toàn miễn phí tiền học phí. Thì ở đây nó khác hơn ở Việt Nam một chút xíu, thì mình cũng xin nói sơ qua với là các bạn là trường công ở đây á, ở đây không có sổ hộ khẩu giống như ở Việt Nam, vì vậy nên không có ưu tiên cho giống như công nhân viên nhà nước hoặc là cán bộ gì thì mới học được trường công, mà là ở đây ai ở trong vùng nào thì là được ưu tiên học trong cái vùng đó vậy thôi, chứ không có sổ hộ khẩu mà để rằng mà người ta phân ra cái giai cấp đó là phải là con nhân viên hay là cán bộ thì mới học được trường công, mà là trường công ở đây là trường miễn phí và là cái trường dễ nhất để rằng mà xin vào. Rồi tới mới kế tiếp là trường đạo, trường công giáo hoặc là trường Phật giáo hoặc là trường Hồi giáo gì đó, thì cái đó là coi như là nửa nửa, có nghĩa là mình cha mẹ phụ huynh chỉ đóng phần nửa tiền học phí, còn phần nửa là chính phủ tài trợ. Và còn một cái loại trường khác nữa là kêu là trường tư, hoàn toàn tư luôn, thì là cái trường đó thì là cha mẹ hoặc là phụ huynh phải đóng hoàn toàn cái số tiền đó. Và còn thêm một cái trường nữa là kêu là trường tuyển thì mình nghĩ là cũng gần giống như ở Việt Nam, thì em nào mà được học giỏi đó, được học giỏi người ta tuyển ra thì người ta sẽ gom về một cái trường nào đó có một để đặt mặt cho các em học. Mà thường thường như vậy mấy cái trường tuyển đó thì là mấy em học rất là giỏi, Việt Nam mình học ở đó nhiều lắm, phải nói là đa số là Việt Nam và Trung Quốc, coi như là nói chung là người Á Châu. Còn Tây thì nói là ngay có, mà những cái số lượng mà Tây còn người Úc mà học ở trong trường tuyển đó, nó thấp hơn là cái số mà đầu đen của mình ha. Nếu mà anh chị nào mà có muốn tìm hiểu thêm về cái hướng giáo dục của Úc như thế nào thì anh chị cứ comment ở dưới hỏi, thì nếu được em sẽ gom lại làm một cái video trả lời cho những cái câu hỏi mà anh chị quan tâm đặt ra. Tại vì theo mình biết thì bây giờ bắt đầu khoảng chừng 10 năm đổ lại đây rồi thì là cái số du học sinh ở Việt Nam qua đây rất là nhiều. Và mình cũng biết sơ về giáo dục của Úc nó như thế nào, tại vì mình có gái lớn mình thì năm nay học hết lớp 9 nó qua lớp 10, thì trong những cái video kế tiếp mình sẽ nói về cách giáo dục của mấy em ở đây kêu là bắt đầu tuổi teen nó như thế nào. Hiện tại con mình nó đã bước qua 13, thì tuổi teen ở đây là có nghĩa là từ 13 cho tới 19 tuổi ha. Thì mình sẽ chia sẻ lại là tuổi teen ở đây đi học như thế nào và ra làm như thế nào, và các em tự túc phải học rồi các em đi làm để lấy kinh nghiệm như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ tới những cái video kế tiếp.
Thì nếu mà các anh chị bạn bè cô chú bác nào mà có quan tâm thì cứ đặt câu hỏi ở dưới thì em sẽ trả lời cho. Rồi cái gì mà có liên quan tới học vấn em sẽ gom lại một cái video rồi em sẽ chia sẻ cùng với anh chị. Thì hôm nay thì em chỉ chia sẻ sơ như vậy thôi, chứ thật ra nói về vấn đề mà giáo dục của trẻ em á, nó rất là nhiều. Thì bởi đây nè, như đưa các em đi ở đây á, là phải người ta đưa tới mấy cuốn sách luôn đó. Thì về giống như về an toàn cho trẻ em như thế nào, rồi hướng dẫn các em đi học ra sao, rất là nhiều luôn. Giấy tờ đi ngày chỉ có một ngày hôm tuần rồi thôi mà người ta đưa cho tới mấy cuốn sách, đưa cho mình tới mấy cuốn sách để đặng mà hướng dẫn em đi xe bus như thế nào, hoặc là đi qua đường ra sao. Thực ra mấy cái này thì mình cũng đã biết trước hết rồi, tại vì mình có đứa lớn thì mười năm về trước thì mình cũng đã đưa em đi học như thế nào, nên thành thử ra mình về mình cũng đọc lại và cũng tham khảo lại. Nhiều lắm, sách này mà đưa tới gần một chục cuốn sách giống như thế này rồi mình đọc. Thì ở đây đại khái là người ta chỉ là hướng dẫn cha mẹ, tại vì không phải ai cũng là có đứa con thứ hai thứ ba đi học. Có nhiều cha mẹ thì chỉ có đứa con thứ nhất đi học, hoặc là chưa từng có con qua để làm mà và hướng dẫn các em, nên thành thử ra người ta đưa chung chung vậy đó, tới mười mấy cuốn lần. Và thì bây giờ người ta cứ đưa chung cho mình thì người ta sẽ nói cái cách sinh hoạt của các em học sinh ra sao. Mình thì mình muốn quay cái video cái cảnh mà giống như cha mẹ dẫn các em ngày đầu tiên tới trường như thế nào, làm sao. Nhưng mà tại vì ở đây á, là cái luật bảo vệ trẻ em ở đây á, nó rất là bảo vệ trẻ em rất là gắt, nên thành thử ra mình không có thể nào mình quay phim hay chụp hình được. Ngay cả nhà trường cũng vậy, nếu mà nhà trường mà muốn chụp hình con mình á, thì cũng phải gửi thư về cho mình có đồng ý hay không, chụp hình vào ngày đó tháng đó, chụp ở đâu, chụp với ai với gì đó, rồi mình phải ký vô mình có sự đồng ý của mình á, thì nhà trường mới chụp được. Còn như mình á, mình không thể nào chụp được, tại vì mình ví dụ mình chụp hình con mình, quay phim con mình đi thì sẽ dính những trẻ em khác vô trong đó, sẽ bị người ta kiện mình á. Còn nếu mà mình không muốn người ta kiện thì mình phải giống như hỏi từng cha mẹ của trẻ em đó cho có sự đồng ý, mình đưa giấy tờ ra cho người ta ký đâu, mà phải có tờ giấy ký, chứ không có được gật đầu nói miệng được rồi sau đó người ta quay trở lại người ta cũng kiện mình đó ha. Vì vậy nên mong các bạn và anh chị thông cảm cho. Thì ở đây đó thì hướng dẫn đại khái từ cách mà giống như seat belt cho các em như thế nào, dẫn em qua đường như thế nào, rồi chính phủ hỗ trợ như thế nào ra sao, rồi học vấn như thế nào. Thì chưa đi học còn mấy tháng không mới đi học, nhưng mà gỡ sổ sách về cho mình một đống như vậy đây. Thì mình đi thì ở trường nó gỡ cho mình, rồi bắt đầu cái mình về nhà mình có thời gian mình ngồi đọc đó. Mình phải đọc hết những cái cuốn sách này để đặng mà biết giống như hoạt động của trường như thế nào ra sao, rồi mình có chịu vô làm giống như trong hội phụ huynh của nhà trường hay không, để đặng mà có ý kiến đóng góp như thế nào đó. Chứ không phải là mình chỉ ghi tên con mình xong rồi mình bỏ đó rồi mình giao cho nhà trường. Thì các em ở đây nói là ngay học cũng khá dài ha. Thì một ngày thường thì các em học từ 9 giờ sáng ở đây cho tới 3 giờ chiều. Đó là phần nhiều thì như vậy. Nhưng mà có những trường thì cho học sớm hơn một chút xíu. Chẳng hạn như con gái mình, tại vì con gái mình là học ở đây chỉ có 2 cấp thôi nha. Từ cấp 1 là từ kêu là tiểu học thì là từ mẫu giáo cho tới lớp 6, rồi tới trung học là từ lớp 7 cho tới lớp 12, chỉ có 2 cấp thôi chứ không có 3 cấp ha. Thì là tại vì hai trường đó là hai cái trường đó đều là trường đạo hết, thì hai trường nằm kế bên,
Vì vậy nên cái số lượng mà cha mẹ mà đưa đón trẻ em ở đây á, nó tới nhiều đông quá, thì cái trường tiểu học á, thì người ta sẽ bắt đầu từ 9 giờ cho tới 3 giờ. Còn cái trường của con gái mình á, thì học sớm hơn 15 phút, thì 8 giờ 45 cho tới 2 giờ 45, để đằng mà chia ra, để giống như kiểu mà đừng cho kẹt xe, với là có chỗ để đằng mà người ta bỏ con và rước con người ta đi học. Thì nó là như vậy. Thì là bây giờ mình hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Nếu mà các bạn anh chị cô chú bác mà thấy video này hay hay là hữu ích thì hãy comment, like và share cho em ha. Nhớ subscribe cho một rồi, và có bất cứ cái câu hỏi nào đó mà anh chị mà muốn biết về khách học vấn ở đây như thế nào, chính phủ hỗ trợ ra sao, thì cứ đặt câu hỏi ở dưới, em sẽ gom hết tất cả câu hỏi lại và em sẽ trả lời cho anh chị một lần luôn, làm một cái video để đặng mà nói về học vấn. Và em nghĩ là nếu mà có cơ hội thì kỳ sau em sẽ làm một cái video nói về ở đây người ta sẽ huấn luyện các em như thế nào, để rằng là các em sau khi mà các em học xong lớp 12 hoặc là đang học từ lớp 11, 10, 11, 12, các em đi làm để rằng là kiếm thêm thu nhập như thế nào, và cái chuyện nó có bắt buộc hay không thì em sẽ nói vào những cái video sau. Bởi vì mấy cái này là mấy cái rất là quan trọng cho chuyện đầu đời của các em khi khi mà các em ra làm ha. Ok, bye bye. Hả? Em đi học nhà thờ rồi học cái gì? Em học được cái gì? Wow, bữa nay em được cái đó nữa hả? Sticker. Em học cái gì mà em được cái đó vậy? Em vẽ này. Em vẽ cái đó là cái gì? Cái này. Đâu 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 đưa 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 cho coi coi. Wow. Đẹp quá. Cái nó con mèo. Vẽ con mèo quá hả? Đâu 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 cho coi kỹ là coi. Wow, cũng giống con mèo lắm á chứ. Con mèo cũng giống con mèo lắm á chứ. Rồi rồi em học ra trường này em có thích không? Bữa nay em đi học vui không nè? Em đi vui. Bữa nay em học được cái gì? Em chơi thôi. Chơi thôi chứ chứ chưa có học hả? Không. Vậy hả? Chưa có học number, có chơi thôi. Chưa có học number. Mà em có thích trường này không? Tại sao em thích trường này? Tại sao em thích học trường này? Tại vì em thích.